Khi bước vào cửa thì thấy hội sách vô cùng là náo nhiệt, mình cũng thấy choáng ngợp luôn, nên mình không nghĩ là nhà trường có thể tổ chức được một cái quy mô lớn như vậy. Nhà trường tổ chức hội sách như thế này thì góp phần tạo cái cảm hứng đọc sách cho con rất là tốt. Con rất mong muốn là mua thêm những quyển liên quan đến những tác phẩm mà con sẽ được học để có thể biết thêm và có thể hiểu hơn về những tác phẩm văn học. Vui, có nhiều hoạt động bổ ích và rất là đa dạng. Một loạt những cái triển lãm tranh của các bạn vẽ về bìa sách. Tôi đã xem cả giải nhất, giải nhì, giải ba và tôi rất là ấn tượng tốt về cách phối màu, cách thể hiện, cảm xúc, khả năng mỹ thuật của các con. Đây là thể hiện một cái tình yêu sách rất là đặc sắc của học sinh trường Vinschool. I really love learning about other cultures and other places and people around the world. And I also really love animals and nature. I wanted to help inspire people to care about people in other cultures across borders and also to care about our environment and about animals. We all share the planet. It's all of our responsibility to protect it and to care for it. Each one of us can do our part to do that. We focused on two elements of Spanish reading. One is an old element, which is the most famous character in Spanish literature. His name is Don Quixote. And the second issue was a new trend in Spanish publishing, which is the success of comic books. And comic books and graphic novels as a means of encouraging reading in children of all ages and also in adults. What I try to do is make an approach to the book not from the reading part, but from the writer and editor level part. The passion of a book you can find from many places. Tôi ấn tượng nhất đối với phần trình bày của tiến sĩ Hùng, đó là bố mẹ ngày nay đã dành quá nhiều thời gian cho những cái hoạt động công việc và giải trí khác cho riêng mình mà quên cái hoạt động đọc cùng với chính con của chúng ta. Đây là một chương trình rất tốt, giá như mà được tổ chức thường xuyên hơn nữa để cho phụ huynh và con cái có thể cùng tham gia thì đấy là một điều thật là tuyệt vời. Tôi vừa kết thúc phần thi của mình tại cuộc thi kể chuyện con nghe. Ý nghĩa của chương trình này vô cùng hay, nó sẽ giúp lan tỏa văn hóa đọc đến tất cả các bạn học sinh, giúp cho các bạn thêm yêu sách hơn. Hy vọng rằng Vinschool tổ chức chương trình này thường niên. Mình thấy cuộc thi này có tác dụng rất lớn trong việc truyền cảm hứng đối với việc đọc sách cho các con. Các con say mê đọc sách hơn. Hội sách có rất nhiều hoạt động rất là phong phú, đa dạng, từ các cái cuốn sách mà các con đã được học, đã vẽ để trình bày cái quan điểm của mình, ý tưởng của mình, cũng như tham gia cái sân chơi Dung Trương Vàng theo phiên bản Vinschool. Đó là những ý tưởng rất là tuyệt vời và là cơ hội để các con thể hiện cái kiến thức của mình đã được học. Hôm nay con tham gia game show nhà thông thái, con cảm thấy rất vui vì con đã giành giải nhất. Qua hoạt động này thì cả phụ huynh, cả con đều tìm hiểu các kiến thức. Qua đó thì sẽ giúp cho con có rất nhiều kiến thức trong học tập và kiến thức xã hội. Con sẽ tự lập hơn rất nhiều.